Ở cái bài số 8 này thì đề bài là đầu tiên khái niệm sâu đối xứng là sâu đảo của nó bằng chính nó. Từ một sâu bất kỳ thì ta lấy xóa đi một số gạch bớt, tức là xóa đi một số các ký tự. Nói cách khác là ta không chọn nó. Thì các ký tự được chọn ghép lại thành một sâu và sâu đó là sâu đối xứng. Hai lần gạch khác nhau, tức là hai cái chọn ở các vị trí khác nhau. Ví dụ như lần thứ nhất mình gạch ký tự thứ nhất và thứ ba, lần thứ hai mình gạch ký tự thứ hai và thứ ba, thì đây là hai cách gạch khác nhau, đúng Nào. không? Số ký tự gạch có thể là không, tức là mình không bỏ thằng nào cả, thì tóm lại nó vẫn là sâu ban đầu. Đề bài người ta yêu cầu là cho một sâu s, cho một sâu s, hỏi là số cách gạch khác nhau để thu được một sâu là sâu palindrome. Palindrome tức là sâu đối xứng. Vậy thì số cách gạch khác nhau tức là số sâu con, đúng không? Cứ mỗi lần gạch ta thu được một sâu con. Vậy thì về tư tưởng thuật toán, về tư tưởng thuật toán ta sẽ có chỗ này. Thuật toán ta thực hiện đầu tiên là tổ chức một cái hàm là kiểm tra ra sâu đối xứng. Cái phân sản này thì mình đặt, có thể đặt tên là một cái bool đối xứng hoặc là palin đi, của sâu string của ông đấy. Hàm này có phải là hàm đối xứng hay không? Đấy, cái thứ nhất. Cái Thấy thầy sở sinh của bà U chưa? đấy. À không, không Sở cần. sinh của Vậy bây giờ bài này người ta không cần trả là về kết quả, người ta chỉ hỏi đếm nữa mà. Nó dạ. để thiếu mất chữ chữ N và lìn, hoặc là đặt tên nó là đối xứng cũng được. Cái thứ hai mà mình cần đó là mình tổ chức thủ tục xử lý, đúng không? Là Cái thứ ba đó là thủ tục thử điền vào ô thứ y giá trị 0 hoặc 1. Đây ta gọi là sinh dãy nhị phân. Len của cái sâu ban đầu, đúng không? Sinh dãy nhị phân có độ dài về n và các cái chỉ số. Điền từ vị trí 0 cho tới vị trí thứ n trừ 1 của mảng C, đúng không? Vậy thì về cái thủ tục xử lý này sẽ thực hiện cái công việc trong thủ tục xử lý ta cần phải để làm là nếu đầu tiên là ta for từ đầu sâu cho tới giá trị kia là giá trị n trừ 1 của mình. Hôm trước là mình vẫn là sử dụng thằng len đúng không nhỉ? Vâng. Len s trừ đi 1, chạy từ đầu sâu đến cuối sâu. Nếu thằng CI của mình bằng 0, thì nếu CI bằng 0 thì chứng tỏ rằng phần tử thứ y không được chọn, đúng không? Vậy thì ta sửa là nếu CI bằng 1 thì sâu tạm của mình sẽ bằng sâu tạm cộng với thằng là sâu ký tự S thứ y. Tức là mình nối bắt đầu khởi tạo tạm bằng gì nhỉ? Bằng một cái sâu à một cái sâu rỗng à. Đúng rồi, tạm khởi tạo bằng sâu rỗng. Sau vòng này mình ghi sau công việc này, nếu thằng tạ nếu palin của thằng tạ
mà bằng chu đúng không, thì Dạ. ta sẽ tăng thằng kết quả là biến red lên, biến red ở trong chương trình chính. Đề bài người ta yêu cầu là kiểm đếm số lượng sâu palindrome mà. Vì với mỗi cấu hình khác nhau thu được của dãy nhị phân thì đó là một cách xóa khác nhau. Bởi vì khi đó xây bằng không ở các vị trí khác nhau mà. Nếu Dạ. palindrome bị rẻ thì ta tăng thằng red lên. Vậy thì ở chương trình chính thì mình sẽ phải thực hiện đầu tiên ta gắn n sẽ là bằng gì nhỉ? Len của thằng S đúng không? Len của Độ em dài của tính sâu len. mà. Thì Dạ. khi mình sinh thì mình phải sinh đến vị trí thứ n trừ 1 thôi. Thứ hai là khởi tạo red là bằng mấy? Red đi đếm. Red một à. Đếm khởi tạo luôn bằng không đi. Đúng không? Red bằng không. Để người ta hỏi là đếm số lượng sâu con thỏa mãn thì red mình khởi tạo. Sau đó mình thử điền vào ô thứ mấy? Thử đi vào ô không. À, chính xác, thử điền vào ô thứ không, giá trị 0 hoặc 1. Sau khi làm xong thì ta sẽ đưa thằng red ra. Đấy, đây là cái mô hình của bài toán này. Bài toán của nó là tóm lại là hãy chọn một số các ký tự để thu được các sâu con và kiểm tra xem sâu con đó có phải là sâu đối xứng hay không. Nếu có thì đưa sâu đó ra. Khi chạy test thì em chạy từng từng test này một nhé. Ừ. Nên dữ liệu đầu vào của mình chỉ là một sâu thôi chứ không multi test như thế này. Đấy, đây là mô hình của bài toán.